Thưa quý vị, sáng nay thành phố Đà Nẵng tổ chức chào đón tàu du lịch hạng sang mang tên Le Labyrinthe của Pháp cập cảng Tiên Sa. Đây là chuyến tàu đầu tiên đưa khách du lịch đường biển trở lại thành phố sau hơn 2 năm gián đoạn vì Covid-19. Khoảng 6 giờ ngày 9 tháng 10, tàu du lịch 5 sao Le Labyrinthe chở theo hơn 200 du khách và thuyền viên đến từ các nước Âu Mỹ đã cập cảng Tiên Sa Đà Nẵng để bắt đầu lộ trình tham quan một số điểm đến nổi tiếng tại Đà Nẵng và Quảng Nam. Các vị khách đầu tiên đã được đại diện ngành du lịch Đà Nẵng chào đón nồng hậu. Đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch Việt Nam và tôi thực sự ấn tượng với sự mến khách của các bạn. Ở mỗi cảng mà chúng tôi tới thì đều có các hoạt động hào hứng để chào đón khách trở lại Việt Nam sau thời gian dài dịch bệnh. Chúng tôi đang nóng lòng tới tham quan cầu Bàn Tay Vàng. Chúng tôi mới chỉ được thấy trên Internet rất độc đáo và đẹp. Ấn tượng chung về Việt Nam đó là con người ở đây rất nồng hậu và tốt bụng. Được biết, Le Labyrinthe là con tàu dẫn đầu của lớp tàu du lịch của hãng tàu Bonan điều hành, rất thân thiện với môi trường, được trang bị hiện đại và dịch vụ chuẩn 5 sao. Chương trình khám phá bờ biển và các địa danh nổi tiếng của Việt Nam kéo dài từ 8 đến 11 ngày, nằm trong hành trình kéo dài gần một tháng qua một số nước châu Á khác như Malaysia, Singapore. Trong tháng 10 này, ngoài cái chuyến tàu đầu tiên này thì sẽ có thêm 2 đợt cập cảng nữa. Và trong thời gian tới thì ngành du lịch Đà Nẵng sẽ phối hợp với các sở ngành để tiếp tục đề xuất những cái công tác xúc tiến, những cái nội dung xúc tiến quảng bá đến với thị trường khách tàu biển. Dự kiến, tàu Le Labyrinthe sẽ rời cảng Tiên Sa lúc 23 giờ cùng ngày để tiếp tục hành trình với điểm dừng tiếp theo là cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế.